Rồi, chào các bạn, clip hôm nay thì tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một bài solo guitar ngăn cao tông rê thứ cho các bạn nữa. Rồi, bài hôm nay sẽ là bài rất quen thuộc với các bạn, thì chắc chắn đa phần các bạn đều biết bài này. Và hôm nay sẽ là bài nhập ký đời to nha các bạn. Rồi, hai clip trước thì mình chia sẻ các bạn một bài đi bộ tính đi bộ phước thị và bài giả từ. Rồi, hôm nay tiếp tục thêm một bài nữa là bài nhập ký đời to. Rồi, solo ngăn cao tông rê thứ và cũng từ ô số 8 trở về thứ hai, thì như mình nói các bạn trước mắt là các bạn yêu cầu trên tâm rê thứ ngăn cao, thì trước mắt mình chia sẻ một số bài solo được ở khoảng này ô 8 về ha, để các bạn nhớ, chỉ cần nhớ một vài hợp âm ở khu vực này thôi. Còn sau này những bài khác thì mình sẽ chia sẻ trong này, thì các bạn phải cần nhớ một vài hợp âm trong này nữa, nhưng trước mắt ở đây thôi cho các bạn làm quen trước, các bạn cảm nhận trước, thì sau này các bạn có thể nhớ thêm hợp âm nữa thì các bạn sẽ dễ dàng hơn ha. Chứ mới mà các bạn nhớ quá nhiều thế bấm tắt của nhiều hợp âm quá thì chắc chắn các bạn sẽ bị rối và các bạn sẽ khó mà tập được. Cho nên mình tìm những cái bài có thể quanh quẩn từ ô 8 trở về cho các bạn nha. Không phải bài nào các bạn cũng solo được từ ô 8 trở về nha các bạn, mà bắt buộc phải vào tới trong này ha. Đa phần những bản nhạc bolero thì bắt buộc khi solo những câu hát lên cao bạn phải kéo vào tới trong này luôn, và trong này nó sẽ có những cái thế tai, thế bấm tắt của những âm khác nữa nha. Rồi, ở những clip sau mình chỉ sẽ bạn. Rồi, hôm nay thì tiếp tục thêm một bài nữa là nhật ký đời to nha các bạn. Rồi, đầu tiên intro bài này thì nguy cơ bản quyền rất cao nha các bạn, có thể là 99% bắt bản quyền đó, nhưng mà hình xui thôi. Nếu bây giờ các bạn xem mà không thấy cái phần solo mẫu của mình á thì chắc chắn đã bắt bản quyền rồi và đã cắt bỏ rồi. Thì cho nên nếu bắt bản quyền cắt bỏ thì mình cố gắng mình làm cái clip riêng cho các bạn để các bạn tham khảo. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu á thì các bạn cứ gõ ô bài đàn mẫu á, thì các bạn cứ gõ hướng dẫn solo guitar ngăn cao nhạc ký đời tôi điêu chương, rồi vậy nó sẽ ra ha. Và các bạn cần tham khảo thêm hai bài kia nữa thì bạn cũng cứ gõ vậy, hướng dẫn solo guitar ngăn cao đêm buồn phố thị. Còn một bài nữa thì các bạn cũng cứ gõ hướng dẫn solo guitar ngăn cao giả từ, rồi nó sẽ ra cho các bạn ha. Thì tổng cộng 3 bài cho các bạn trước mắt và như đó để các bạn làm quen trước đi nha. Rồi, đầu tiên intro. Rồi, các bạn ghi intro này thì cũng đơn giản thôi, và các bạn chia thành hai phần cho mình để các bạn dễ hình dung ha. Rồi, phần thứ nhất fa mi re la, fa mi re la. Rồi, các bạn bấm vô la trưởng, bấm tắt ha. Những cái này mình không nhắc lại, ở hai bài trước mình đã nói các bạn rồi ha. Rồi, bấm tắt la trưởng, lên xuống chát bum. Rồi, cái phần lên xuống này mình cũng nói các bạn rồi ở hai bài trước ha, để các bạn biết đàn lên xuống như thế nào rồi ha. Rồi, các bạn mà không thích đàn lên xuống, các bạn cứ thay chữ lên xuống bằng rải xuống cái là được ha. Ví dụ fa mi re la rải chát bum, theo mà các bạn kiểu đàn, các bạn đàn bolero căn bản ha, rải chát bum chát bum chát bum. Còn ở đây thì mình chỉ sau một dải nốt mình chỉ rải chát bum thôi, rồi đàn giải nốt tiếp theo đó, vậy nha các bạn. Rồi, intro rất là dễ, cứ sau giải nốt là rải chát bum, hoặc là nếu các bạn đàn lên xuống được thì cứ lên xuống chát bum. Lên xuống thì cảm giác nó sẽ hay hơn, từng câu nó sẽ liền mạch hơn là cái rải nha các bạn. Rồi, nhưng mà mình nói thì những bạn là chưa quen lên xuống, các bạn thay cái lên xuống bằng rải cũng được nha. Rồi, lại câu đầu tiên của đoạn đầu tiên, của phần đầu tiên ba mi re la lên xuống chát bum ha, bấm la trưởng lên xuống chát bum. Rồi, tiếp tục ba mi re si, si giáng trưởng. Rồi, bấm tắt suy giáng trưởng, tiếp tục lên xuống chát bum, cứ sau một dải nốt là lên xuống chát bum nha các bạn, rất là dễ thôi ha. Rồi, tiếp theo đàn câu thứ ba fa mi re la, trở lại câu đầu tiên nữa ha, giống câu đầu tiên. Rồi, bấm la trưởng lên xuống chát bum. Rồi, câu thứ tư son fa son la, son fa son la. Rồi, vẫn bấm la trưởng lên xuống chát bum. Vậy là hết cái phần thứ nhất cho các bạn. Sau một dải nốt mình có ghi dãy cái dãy số số dây phía sau ha, dựa vào số dây và vị trí bấm ở phía sau đó, hai số đó là các bạn biết những nốt đó đàn chỗ nào nha. Rồi, xong phần 1 thì cũng là bấm la trưởng lên xuống chát bum, lên xuống chát bum. Rồi, đàn tiếp phần thứ hai. Phần thứ hai thì ba câu đầu tiên y chang như phần thứ nhất, chỉ thay đổi câu cuối cùng vậy thôi ha. Rồi, qua câu đầu tiên phần thứ hai fa mi re la vẫn giống như cái phần thứ nhất thôi, lên xuống chát bum ha, vẫn bấm la trưởng lên xuống chát bum. Rồi, đàn tiếp câu thứ hai cũng giống như câu thứ hai của phần 1, fa mi re si, bấm si giáng trưởng lên xuống chát bum. Rồi, đàn tiếp câu thứ ba cũng giống như câu thứ ba của phần 1, fa mi re la, rồi vẫn bấm la trưởng lên xuống chát bum. Rồi, câu cuối cùng này khác câu cuối cùng phần 1 này, son fa la re đó. Câu cuối cùng phần 1 là son fa son la, còn câu cuối này là son fa la re, còn lại những câu trên là y chang vậy ha. Rồi, son fa la re, rồi sau đó bấm vô re thứ lên xuống chát. Rồi, lót, lót thì như mình nói các bạn ở những clip trước, đang đàn lót chỗ này mà lót cũng dùng nốt chỗ này thì nó trùng lặp không hay, cho nên lót trả về đây lót la son fa la re. Rồi, dậm re thứ cái bắt đầu vào solo đoạn đầu tiên vậy ha. Rồi, đó là nguyên intro cho các bạn nha. Rồi, sau khi bạn biết hết những nốt đó đàn như thế nào, bấm chỗ nào, đàn dây nào,
chèn vào là sao, bấm hợp nào. Bây giờ bỏ hết dãy số rồi các bạn dễ hình dung nha, các bạn sẽ đàn ý intro như thế này. Fa mi re la lên xuống chắc bùm, fa mi re si lên xuống chắc bùm, fa mi re la lên xuống chắc bùm, son fa son la lên xuống chắc bùm, fa mi re la lên xuống chắc bùm, fa mi re si lên xuống chắc bùm, fa mi re la lên xuống chắc bùm, son fa la re lên xuống chắc la son fa la re re. Rồi bắt đầu solo đoạn đầu tiên. Rồi đó là nguyên intro là các bạn sẽ đàn như vậy ha. Rồi sẽ lại intro của bạn. Rồi được rồi, các bạn cứ tập từ từ, từ chậm tới nhanh, chia làm hai phần như vậy để các bạn dễ tập ha, và một phần nó 4 câu thôi. Rồi cứ tập được rồi ráp lại các bạn đàn nguyên intro. Rồi tốc độ nhanh chậm thì cứ tùy theo sự mỗi bạn thôi nha. Rồi mình lại intro của bạn, các bạn cứ tham khảo màn hình nha. Intro của bạn sẽ đàn thế này là được, chậm cho các bạn nè. Vậy đó ha. Rồi đó, crescendo là như vậy. Được rồi, các bạn cứ tăng tốc lên xíu rồi các bạn đã ha. Rồi mình sẽ lại intro các bạn một lần nữa bình thường. Sau khi bạn tập hết được rồi, quen tay rồi, biết hết những nốt đó đàn chỗ nào, bắt chặn hợp âm nào, chèn hợp âm nào, đàn ra sao, rồi các bạn cứ đàn như vậy là được nha. Tại vì đầu clip mình có mẫu các bạn tham khảo rồi đó. Rồi mình sẽ lại các bạn cứ đàn intro như thế này là được. Solo đoạn đầu tiên. Đó, rồi solo đầu tiên thì bắt đầu khi mình lót á, thì các bạn chạy tay về đây lót như mình nói, chứ các bạn đang solo những cái lót ở đây mà các bạn lót chỗ này nữa sẽ bị trùng lặp không hay. Lót chạy về đây lót, lót xong bắt đầu solo đoạn đầu tiên thì kéo vào tới trong này, rồi kéo vào lại trong này ngay ô năm này ha, rồi các bạn quanh quẩn tiếp theo cái tông rê thứ mà các bạn bấm đàn chỗ này ha. Rồi kéo vào đây solo. Rồi bây giờ sẽ là nốt của đoạn 1, các bạn sẽ có những nốt này và bấm hợp âm nào, chèn vào ra sao thì bây giờ mình chia sẻ các bạn nha. Cứ như thế các bạn đàn là các bạn coi như các bạn sẽ đã solo được cái bài nhật ký đi tôi này ha. Cứ như thế mình chia sẻ những nốt nào cứ theo đó các bạn đàn là được nha. Rồi đoạn 1. Sau khi intro thì không nói ha, cứ như thế các bạn intro là được. Rồi vào bài đoạn 1, rồi câu đầu tiên gồm thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Rồi các bạn solo thế này. La la đô đô rê. Sau khi lót đây kéo vào là tới ô cái ô 7 nè, dây 4 ô 7 ngân ha, là nốt la đó. Sau khi lót fa son fa son la cái gì? Fa son fa la rê, la son fa la rê. Sau khi lót fa son fa la rê, dậm rê hết cái chỗ này luôn. Rồi sau đó bắt đầu solo đầu tiên thì các bạn bắt đầu bấm vào ô 3, dây 4 kéo vào luôn. Đó, tới ô 7 ngân. Ngược thời gian vậy đó ha. Rồi đó, cứ ngược thời gian vậy đó nha. Rồi còn như mình nói kéo thì nó hay chút xíu thôi, phong phú xíu, còn không các bạn cứ đàn hai chỗ này hai nốt la cũng được. La la đô đô rê vậy ha, la la đó, thì mình cứ chia sẻ những nốt là như vậy. Còn khi các bạn đàn thì các bạn kéo hay là các bạn luyến nốt, các bạn đẩy dây đó thì tùy các bạn thôi nha. Rồi la la đô đô thăng rê, rồi mình cứ ghi số dây sau lưng dãy nốt nha. Rồi sau đó bấm vô rê thứ lên xuống chắc, rồi đàn tiếp fa rê fa son la trở về quá khứ fa rê fa son la. Rồi sau đó bấm vô, vẫn bấm rê thứ lên xuống thôi. Rồi solo tiếp la son fa đô đô rê, la son fa đô đô thăng rê. Rồi sau đó sau câu này là khi các bạn hát á, sau câu này người ta nghỉ, cho nên khi các bạn solo cũng vậy. Sau câu này
thì các bạn cũng nghỉ, nhưng mà khi các bạn solo thì các bạn nghỉ thì các bạn cũng đưa glot vào ha. La son fa đồ đồ rê, bấm rê thứ lên xuống chát lót, nhưng mà lót thì chạy về đây lót ha. La son fa mi rê, nó lót câu lót quen thuộc với các bạn khi theo mà các bạn điểm hát trong rê thứ. La son fa mi rê, câu lót này ha. Rồi nó lại sau khi solo câu thứ ba này phút giây chạnh long thì các bạn lót la son fa mi rê ha. La son fa đồ đồ rê lên xuống chát la son fa mi rê, lót xong chạy tay lại về đây và solo tiếp, cứ solo note là theo lời bài hát thì mình cứ solo khoảng này, còn khi lót thì cứ chạy về cái bao đầu mà các bạn lót nha. Rồi solo tiếp, rê 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 pha là bao nhiêu kỷ niệm, rê 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 pha là bấm vô la trưởng lên xuống chát, rồi solo tiếp la la son pha. Rồi pha chỗ này các bạn rất là khó, các bạn chạy về đây nè, la 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 son pha đây chị đấy. Chạy như vậy là chạy ngón áp út nè, một ngón áp út thôi nha các bạn. La la son fa để gì, để sau đó bấm vô pha trưởng chỗ này luôn đó, như vậy nó sẽ dễ đó. Cho nên khi mình nói các bạn là khi solo thì cái nào dễ mình áp dụng, solo note không, chỗ nào dễ báo hợp âm để chèn vào thì cứ bấm cho nó dễ ha. Rồi la la son fa, bấm pha trưởng chỗ này nha các bạn, bấm tắt luôn nha. Rồi lên xuống thôi, rồi đàn tiếp kéo lên đây la, kéo lại đây ha, la rê và la đô son, la rê và la đô son, rồi sau đó bấm vô son thứ lên xuống chát, rồi đàn tiếp mi mi rê đô, mi mi rê đô, giật ngón áp út về dây ba ô năm để chi, để bấm vô cái thế đô trưởng chỗ này luôn ha. Mi mi rồi rê nè, đô, rồi bấm vô đô trưởng chỗ này lên xuống thôi ha. Rồi solo tiếp là rê rê là son, là rê rê là son, rồi bấm vô son thứ lên xuống chắc, rồi solo tiếp kéo về đây son son la fa son la la fa son la rê son la. Vậy là coi như các bạn solo xong cái đoạn đầu tiên của bài nhạc ký từ tôi đó ha. Đó thì mình có ghi mỗi sau lần giải nốt là các bạn, và mình có ghi dãy số phía sau đó, dựa đó các bạn biết những năm đó đàn chỗ nào, cứ như thế các bạn đàn và bấm hợp âm bấm tắt chỗ đó và chèn vào như vậy là được ha. Rồi là hết đoạn 1. Hết đoạn 1 thì các bạn sẽ lót và giảm rê thứ để chuẩn bị solo đoạn 2. Son hai câu cuối cùng đoạn 1 nè. Son la fa son la la fa son la rê. Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Son la fa son la la fa rồi bấm rê thứ lên xuống chát lót, lót thì chạy về đây lót la son fa mi rê, nó lót câu quen thuộc các bạn ha, la son fa mi rê. Rồi sau đó bấm rê thứ dậm cái, rồi các bạn vào bài đó đó tắt. Rồi sau đó các bạn solo đoạn 2, ôi solo đoạn 2 chứ phải vào bài nha các bạn. Hết đoạn 1 thì lót la son fa mi rê, dậm rê thứ cái, rồi solo đoạn 2. Mà đoạn 2 thì y chang đoạn 1 không khác gì hết. Đó, nên các bạn tập nó solo một đoạn 1 thôi là các bạn solo được đoạn 2 nè, đoạn cuối nè. Khi hát thì hát khác lời, lời gian khác, nhưng mà khi solo thì cứ như thế các bạn solo là được ha, y chang không khác gì hết. Tóm lại đoạn 2 và đoạn cuối y chang đoạn 1. Bây giờ các bạn chỉ tập cái điệp khúc nữa thôi là được nha. Rồi, tóm lại mình sẽ lại cái đoạn 1 các bạn như thế này. Đoạn 1 được rồi thì cứ đoạn 2 và đoạn cuối cứ như thế các bạn áp dụng nha. Rồi. Đoạn 1, rồi sau intro thì mình nói vào bài các bạn sẽ solo thế này. Solo tiếp đoạn 2, đoạn 2 thì solo lại y chang vậy thôi. Mới vừa rồi solo sao giờ solo lại y vậy là coi như xong đoạn 2 vậy ha. Đó là những đoạn 1 là các bạn cứ solo vậy là được. Mới thì các bạn cũng tập chậm chậm vậy được rồi các bạn sẽ
tăng tốc lên. Rồi tốc độ thì theo sở thích của mỗi bạn thôi. Các bạn đàn cái điệu bolero thì các bạn thích nhanh chút xíu hay chậm chút xíu thì do sở thích mỗi bạn nha. Cứ thể bạn dùng là các bạn solo được đồng một nha. Rồi mình sẽ lại đồng một lần nữa. Rồi mình sẽ đi tiếp cho các bạn nha. Rồi đồng một các bạn sẽ solo như thế này. Thì đoạn 2 y chang đoạn 1 nha các bạn, không khác gì hết. Cứ như bạn solo lại y chang vậy nữa là được nha. Rồi sau đó cuối đoạn 2. Cuối đoạn 2 thì câu cuối cùng cũng giống như câu cuối cùng đoạn 1 rồi. Không khác gì hết ha. Son la fa son la fa son la re. Rồi cuối đoạn 2 thì là cũng là câu cuối cùng đoạn 1 đó. Rồi cuối câu này thì bấm re thứ. Son nè, son la fa son la fa son la re. Rồi bấm re thứ lên xuống chắc. Rồi lót la son fa mi re vậy đó ha, la son fa mi re. Rồi chạy câu này để bắt đầu solo điệp khúc. Lót sao vậy lót, la son fa mi re, bấm re thứ lên xuống. Rồi chạy re mi fa son la si giá. Rồi đô re, và nghe nốt re này là cái nốt đầu tiên của điệp khúc. Thôi thế là thôi, đợi các bạn lưu ý nghe nốt re cuối cùng ha. Nghe nốt rê cuối cùng câu chạy thì tức là cái nốt rê của cái điệp khúc đó nha, là cái nốt của điệp khúc, cái nốt đầu tiên. Thôi thế là thôi đó nha. Rồi ví dụ cho các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc nè. Đó, xong câu cuối cùng bấm rê thứ lên xuống chắc lót, la son fa mi rê lên xuống rê mi fa son la si giáng đô rê. Và nốt rê này bắt đầu solo điệp khúc luôn á. Rê lên xuống chát rê pha son la rê vậy đó ha. Nữa là điệp khúc thì nói chung thì mình chia sẻ như vậy thôi. Các bạn nếu không thích sử dụng câu chạy thì các bạn cứ sau khi hết đoạn 2 thì cứ lót xong chát cái rồi bắt đầu solo điệp khúc cũng được cho nó dễ ha. Ví dụ như hết đoạn 2 cũng giống như hết đoạn 1, son la đô pha son la pha son la rê lên xuống chát la son pha mi rê. Dậm lên thứ cái rồi bắt đầu solo đoạn điệp khúc. Cứ như thế các bạn solo được rê rê pha son la rê la son la 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 pha son 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 pha son la vậy đó ha. Nữa thì tóm lại là hết đoạn 2 muốn qua điệp khúc thì cứ cũng lót la son fa mi rê, lót như vậy ha. Vừa hết đoạn 2 rồi bấm rê thứ lên xuống chắc la son fa mi rê, dậm rê thứ cái rồi solo điệp khúc vậy đi cho nó dễ nha. Rồi bây giờ mình chia sẻ nốt solo điệp khúc, còn không các bạn sử dụng câu chạy giống như lúc nãy mình chia sẻ các bạn sẽ hay hơn. Còn không thì các bạn cứ sau khi hết đoạn 2 lót la son fa mi rê, dậm rê thứ cái solo điệp khúc. Rồi bây giờ nốt solo điệp khúc các bạn solo như thế này. Rê bấm rê thứ lên xuống chắc rê pha son la rê. Rồi bấm rê thứ lên xuống chắc bùm chắc. Rồi solo tiếp la son la la son la. Rồi bấm rê thứ luôn lên xuống chắc đàn tiếp la la fa fa hăng son la la fa fa hăng son. Sau đó bấm tắt son thứ chỗ này ha, lên xuống rồi đàn tiếp son son fa la rê. Bấm lại rê thứ lên xuống chắc. Rồi tiếp rê pha rê mi, rồi bấm la trưởng lên xuống chắc bùm. Rồi solo tiếp mi pha rê mi, rồi bấm la trưởng lên xuống chắc thôi. Rồi solo tiếp rê rê pha la, rồi bấm la trưởng lên xuống. Rồi solo tiếp la rê rê la son, rồi bấm son thứ lên xuống chắc. Rồi solo tiếp son la fa son la la fa la re. Đó vậy là hết điệp khúc. Rồi hết điệp khúc thì cũng lên xuống chắc lót vậy luôn, la son fa mi re, dậm rê hơn cái rồi bắt đầu solo đoạn cuối. Mà đoạn cuối thì y chang như đoạn đầu, không khác gì hết. Vậy vậy ha. Đó mình sẽ đọc nhanh như vậy rồi mình sẽ lại điệp khúc cho các bạn. Nói chung thì dựa vào cái số dây mà mình ghi sau lưng á thì các bạn sẽ biết những nốt đó đàn chỗ nào nha.
Rồi, tóm lại điệp khúc các bạn sẽ đàn thế này ha. Rồi các bạn cứ tham khảo màn hình, chỗ nào mà bấm hợp âm nào chèn vào ra sao thì mình cũng ghi cho màn hình nha các bạn. Rồi, điệp khúc các bạn sẽ đàn thế này. Rê lên xuống chắc, rê pha son la, rê lên xuống chắc, la son la lên xuống chắc, la la pha pha son lên xuống, son son pha la, rê lên xuống chắc, rê pha rê mi lên xuống chắc, bùm mi pha rê mi lên xuống chắc, rê rê pha la lên xuống, la la rê la son lên xuống chắc, son la pha son la la pha la rê. Rồi hết hết mất solo của điệp khúc. Rồi bắt đầu vẫn bấm rê thứ lên xuống chắc, lót la son pha mi rê, nhấn rê thứ cái. Rồi bắt đầu solo đoạn cuối, mà đoạn cuối giống đoạn một. Ra động một vậy ha, không khác gì hết. Rồi, rồi đợi lại điệp khúc cho các bạn. Rồi tóm lại điệp khúc là những nốt đó đàn dây đó, rồi hợp âm bấm như vậy, chèn vào như vậy ha. Mình ghi hết trên màn hình các bạn. Rồi cứ như thế các bạn đàn từ từ là sẽ được nguyên điệp khúc. Rồi mình sẽ lại điệp khúc các bạn lần nữa ha. Các bạn sẽ đàn điệp khúc thế này. Lại điệp khúc các bạn một lần nữa, rồi mình chia sẻ tiếp. Đều điệp khúc các bạn sẽ đàn thế này. Tăng tốc lên, tăng tốc lần nữa, chậm chậm vậy để các bạn quen quen rồi tăng tốc lên từ từ, rồi tốc độ thì cũng như mình nói theo sở thích mỗi bạn đấy ha. Là các bạn cứ solo khúc như vậy. Rồi. Rồi sau đó các bạn lót lót xong dặm rê thứ rồi bắt đầu solo đoạn cuối, mà đoạn cuối thì mình nói giống đoạn 1 ha. Y chang đoạn 1 không khác gì hết. Rồi, solo hết đoạn cuối, cũng y hết đoạn 1 thôi. Rồi câu cuối cùng son la fa son la fa son la rê. Rồi không gian tấu không gì hết mà là kết ao luôn. Rồi xong câu cuối cùng này nè, la rê, rồi bấm rê thứ lên xuống chát, rồi cũng lót la son fa mi rê, rồi vẫn bấm rê thứ lên xuống chát, rồi bắt đầu lặp lại từ ngay chỗ này, nhắc đến thấy buồn nó mi mi rê đồ nó, nhắc đến thấy buồn đời ấy không một lần quen gì rồi, còn gì quên rồi, cái đoạn lời của đoạn cuối mình quên, tự nhiên quên ngang. Nó tóm lại các bạn là cứ solo lại lặp lại từ ngay chỗ này, mi mi rê đồ, rồi bấm đô trưởng lên xuống, rồi tiếp là rê rê là son, bấm son thứ lên xuống chắc, rồi đàn tiếp đâu nghe chỗ nào son, bấm son thứ lên xuống chắc, rồi đàn tiếp son la fa son la la tới đây thôi. Rồi các bạn bấm la trưởng lên xuống chắc, bùm chắc bùm chắc bùm chắc, nó đàn một nhịp sau đó thêm cái chắc nữa. Rồi bắt đầu solo hoặc là đàn một nhịp thôi cũng được. Rồi bắt đầu đàn những nốt cuối cùng, fa son la, rải rê thứ cái là kết thúc bài đó, dạng vậy đó ha. Rồi tóm lại nhắc lại các bạn hết đoạn cuối, câu cuối cùng son la fa son la fa son la rê, rồi bấm rê thứ lên xuống chắc, la son fa mi rê lên xuống chắc, rồi lặp lại từ ngay chỗ này, mi mi rê đô rê đô, rồi nó lên xuống là rê rê là son, lên xuống chắc son la fa son la la, lên xuống chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc nó, hoặc là không biết cái này cũng được. Rồi fa son la rê, rồi rê cái rê nốt rê cuối cùng hay gì cái con nãy là mình lặp lại á, nhưng mà nghe nốt rê này mình rải rê thứ luôn để kết thúc bài luôn ha, chứ không đàn nốt rê.
kỹ được tôi ghi thêm một lần thương fa son la nữa. Fa son la rê, nó mình rải ra thứ để mình kết bài dạng vậy ha. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn nè. Ví dụ đàn solo hết đoạn cuối. Đoạn cuối là bắt đầu lặp lại. Solo xong cái bài nhạc ký từ tôi. Thì như mình nói đầu clip mình có màu đàn mẫu và tham khảo ha. Sau khi mình chia sẻ như vậy, rồi các bạn cứ tập hết từng đoạn intro xong qua đoạn 1, điệp khúc qua đoạn cuối lặp lại như thế nào. Cứ như thế từng đoạn các bạn ráp lại rồi các bạn sẽ đàn nguyên cái bài là như vậy. Rồi dựa vào cái bài đàn mẫu của mình rồi các bạn cứ đàn ra như vậy là được nha. Thì mình đàn mẫu như thế nào thì mình chia sẻ y chang vậy, không khác gì hết. Cứ vậy các bạn áp dụng là được nha. Rồi như mình nói, nếu mình thích bản quyền thì nãy các bạn xem thì chắc chắn không có bài đàn mẫu thì mình sẽ cũng sẽ làm clip riêng cho các bạn. Nếu nó bắt bản quyền rồi cũng không thể để đây được nữa, cho nên mình sẽ làm clip riêng. Bạn nào cần tham khảo bài đàn mẫu này thì các bạn cứ gõ như mình nói lúc nãy ha. Hướng dẫn solo guitar ngăn cao nhạc ký được tôi. Ở trước là ghi chữ bài đàn mẫu nữa. Bài đàn mẫu hướng dẫn solo guitar ngăn cao nhạc ký được tôi. Điều chương rồi nó sẽ ra nha. Thì thường mình nếu mà nó dính thì mình đăng tải thì cũng đăng tải một lượt thôi. Nhưng cứ không có đâu xa hết nha các bạn. Rồi. Rồi vậy nha các bạn. Rồi như mình nói bài hôm nay đó là 3 bài cho các bạn để các bạn tập làm quen solo solo ngăn cao tông rê thứ ở từ bắt đầu ô 8 diệt ngược về đây ha. Rồi tiếp tục thì sau này mình sẽ sắp xếp chia sẻ tiếp cho các bạn những bài khác nữa, và có thể nó sẽ vào tới trong này dạng dễ ha. Rồi mình sẽ tìm một số bài nữa, có thể nếu mà còn quanh quẩn mà từ ô 8 trở về thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Như mình nói nó rất ít bài thôi, chứ thường đa số bắt buộc phải kéo vào tới trong này nó mới hay, chứ còn quanh quẩn từ ô 8 diệt về đây không thì nó sẽ không hay lắm nha các bạn. Đó, rồi nhưng mà để các bạn làm quen thì trước hết cứ như vậy đi nha. Để các bạn quen, cảm nhận được, tay các bạn quen đi đã. Thế bấm tắt của những âm chỗ này. Đó, rồi sau đó mình chia sẻ tiếp thế bấm tắt của những âm trong này nữa thì các bạn sẽ tập nó sẽ dễ hơn và các bạn đỡ rối hơn. Rồi dạng vậy nha các bạn. Rồi có cho nào thắc mắc thì các bạn cứ comment hỏi mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.